Nước là cội nguồn của sự sống. Bạn đã bao giờ tỏ lòng biết ơn với nước chưa? Bạn có biết rằng nước nó cũng thích được nghe những lời yêu thương, và khi nghe lời yêu thương thì nó cũng trở nên xinh đẹp. Nước sẽ bị biến dạng xấu xí nếu bị làm tổn thương. Cơ thể con người mình có đến 70% là nước. Vậy thì khi chúng ta đối xử tốt hay tệ bạc với nhau thì sẽ gây ra tác động lớn và sâu sắc lắm. Tiến sĩ Masaru Emoto đã làm một cái thí nghiệm làm chấn động cả thế giới vì ông đã cho biết một cái bí mật vũ trụ gửi đến chúng ta. Biết được cái bí mật này thì chúng ta sẽ điều chỉnh cho cuộc sống của mình trở nên hạnh phúc, tươi đẹp hơn. Cái thí nghiệm này nó như sau, là cho cái giọt nước nó tiếp xúc với một cái suy nghĩ, hay là một ngôn ngữ, hay là âm nhạc, hoặc là một cái hình ảnh. Sau đó thì ông cho vào tủ lạnh để đông lại ở nhiệt độ âm 50 độ C, rồi lấy ra để đưa vào kính hiển vi và chụp những cái bức ảnh mà nước phản ứng. Khi nước được tiếp xúc với những ngôn từ đáng yêu thì nó hiển thị những hình ảnh màu sắc rất là đẹp, đối xứng nhau, dạng bông hoa tuyết đầy màu sắc. Ngược lại, nếu nước tiếp xúc với những ngôn từ tiêu cực, những suy nghĩ tiêu cực thì nó trở nên xấu xí, bất đối xứng. Bạn có thấy ngôn ngữ tích cực, yêu thương, khuyến khích thì làm cho nước trở nên tuyệt đẹp hơn không? Còn bạn có thấy những ngôn ngữ tiêu cực, đe dọa, ép buộc thì làm cho nước cũng như là bị phá hủy, nó có những hình ảnh rất là xấu xí. Nhìn vào kết quả của vô số thí nghiệm thì chúng ta có thể công nhận và học hỏi từ đó. Liệu những điều này có thể tiết lộ cho chúng ta cách thay đổi cuộc sống và sức khỏe của chúng ta không? Hay là điều này chỉ đúng với nước, còn những cái vật chất khác thì sao? Tiến sĩ cũng làm thí nghiệm tương tự trên 3 chén cơm. Một chén thì ghi là tôi yêu bạn, một chén thì ghi tôi ghét bạn, còn một chén thì không ghi gì hết. Kết quả là các chén cơm được nói lời yêu thương thì có mùi thơm ngạt ngào lên mốc trắng. Còn cơm mà bị nói từ tao ghét mày thì nó mốc đen và có mùi rất khó chịu. Ở Việt Nam mình thì cũng rất là nhiều chương trình đã thí nghiệm lại và kết quả cũng gần giống như vậy. Vậy thì không chỉ có ở nước phản ứng tương thích với từ ngữ, mà ngay cả đồ ăn, thức uống, vật chất cũng vậy. Cơ thể của chúng ta là 70% là nước, sự sống xung quanh của chúng ta cũng chứa nước. Như vậy thì nước ảnh hưởng đến sự sống. Khi nước gần hình trái tim thì tinh thể nước ra hình gần giống như trái tim. Khi nghe bài hát Hoa Quýt Trên Đồi thì nước hơi mang màu sắc hồng. Khi nước được nghe bài Hồ Thiên Nga thì nước nó lại mang đủ màu sắc như là cánh thiên nga. Và khi gần với tình yêu nam nữ thì cái nước nó phân ra thành những tinh thể kề nhau rất là đẹp. Vậy sẽ như thế nào khi chúng ta liên tục nói khỏe mạnh, bình an, vui vẻ, hạnh phúc, thay vì mình nói các từ như buồn chán, mệt mỏi, ốm yếu? Vậy thì bạn biết chọn những cái từ ngữ, ngôn từ như thế nào để cho cơ thể của mình được khỏe mạnh, hạnh phúc rồi đấy. Thật tuyệt vời phải không? Bạn đã sẵn sàng tránh xa tiêu cực và gia tăng tích cực trong cuộc sống của mình chưa?